chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Giả Đồng Quê. Bữa nay có đi Long Xuyên ghim hai cái thùng vú sữa bơ về nè ông bà cô chú ơi. Thì cái vú sữa bơ này là rất là ngon luôn nha. Trái nào trái nấy nghe, một cái là ú lù luôn á. Ú giống người bán. nhiêu năm con lận hả? Trời ơi, vú sữa này tới năm con lận cả nhà. Không, mà vú sữa hôm nay rất là ngon luôn á. Diền thấy ngon nè, và giá cả thì nói chung là cũng phải chăng, cũng rẻ chứ cũng không mắc gì. Thì mình mua 18.000 thì mình bán là 20.000, ký là 2.000 được rồi. Đủ cho con uống sữa. Con mà còn uống sữa không? Còn chứ. Đừng lớn uống nha. Đừng lớn đâu thôi được. Dạ, rồi cảm ơn Thiếu Nam. Đó, mới chỉ giờ cái lớp mặt thôi thì người ta bán ta cũng rất là kỹ á. Người ta chắc lá chuối làm cho cái trái vú sữa của mình nó đừng có bị dập. Hết hồn chứ dữ dằn không coi coi thấy chưa, thấy bổ hết hồn chưa nè, bổ cục bự nè, hết hồn chưa bổ nè, thấy chưa cả nhà, trái nào trái nấy nè. Trời ơi, bởi vì không ngon là không lấy tiền nha cả nhà. Nó khỏi lựa luôn đó, trái nào cũng đẹp cũng ngon hết, dữ dằn không, vô cái này nữa rồi dữ dằn luôn. Không ngon là không lấy tiền đó. Thì chỉ có 20.000 nghe, giá cả ok. Bởi vì Hiếm Hai nãy giờ đòi về, về là tiếc gán chịu kìa. Đòi về mà lụm lê lụm lẹ chứ á. Nè, trời ơi nó ngon nè. Rất là mỏng vỏ luôn cả nhà, nó nứt nè. Nó nứt là mình thấy luôn á, thấy không? Mỏng vỏ. Cực kỳ luôn. Rồi bỏ trái vô cho bột, cho bột đi. Cực kỳ. Nó cực kỳ vô. Mấy trái mùi nè. Cực nè, 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 nè. Đó, thấy chưa? Đó. Chắc đủ rồi, đáng ngồi. Dư quá không? Dư bỏ ra tiếc lắm. Thôi 2.000 hả? Hai trái mà 18.000. Hai trái mà 18.000. Ông nội ơi, cái này hai trái mà 18.000. Dạ. Chàng mới vô thùng. Ba ký. Ba ký gửi. Ở viện lấy tiền lẻ ra thòi cái hả cả nhà ơi. Khoan chờ con xíu đi, chờ con xíu đi, con lấy tiền lẻ ra thòi cái hả, để ngồi đây nó công đu bu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Trái này nó mùi. Bảy, 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 79.000 tiền thòi. Này hơn cái gì trơn. Này con hỏi bố Út không? Bố Út không? Con hỏi 2.000. Rồi cảm ơn bố. Cái này em nhiêu? Cái này là 1 ký ba trái. 1 ký 1 ký mốt, 1 ký mốt 50. Thấy không? Ký mốt 50 là 23.000. Đúng không? Dạ 20.000 ký. Ôi cái này bả nói 2 ký thôi mình bỏ bớt lại cha nội ơi. Ta dặn nó ký không có lựa cho. Trời ơi, rất là ngon luôn. Không ngon là không lấy tiền nha. Dạ. 2 ký. Dạ chín. 2 ký. Dạ 2 ký đúng luôn. Hay quá. Quá dữ. 4 trái 2 kg. 4 trái 2 ký. 20.000. 20.000 ký. Còn 4 miếng. Kg mốt, có chị Nam 1 ký kg mốt. Có bác Nam 1 kg mốt. Ký lô mốt là 22.000. 22.000. Dạ. Hồi nãy có bao nhiêu? Ký mốt. 23.000, có bộ Út 23.000. Mình ký mốt 22.000. Hả? Ký mốt không? Ký mốt 50. 50. 23.000. Ký mốt 3.000 với 40.000 nữa. 59 3 với 40. Rồi. Cảm ơn bác Năm. 83.000. 83. 83.000. 63. 37 còn 4 miếng, 37 còn 4 miếng. Kêu vợ cho nó mua 63. Này là 7 là 60 70. 70 thôi, 30 nữa. Mua 3 trái, trái. Rồi đủ hay bột ha. Rồi cảm ơn bột. Cái bông bóng là chín không gì? Dạ chín. Mấy trái mà cái đó. Bốn trái gì nó ngọt ha. 4 trái gì có 7 nữa thì trái nào cũng ngon. 7 chín luôn nè. Vú sữa ngon nè bác Năm ơi. 4 trái này tí. 4 trái này 2 ký. Cũng vậy á, cũng vậy á. Dạ. Cũng vú sữa. Trái
nào trái nấy rất là ngon. Này 4 trái hả cô Châu? Ký 20 ngàn. Dạ ký 20 ngàn. Chắc dạ cả đúng luôn. Trái này ăn thử đi. Ngon hơn ký. Ký thôi. Cái này, này ký 6 rồi. Ký 6. Ký 6 rồi. Ký gửi 50. Có này 30 ngàn thôi, 31 ngàn, 30. 30 đi. Vậy lấy tiền cho đủ. Dạ dạ, không sao đâu cô Châu. Ít nhẹ, ít nhẹ. Cái sữa này nằm ngon lắm á, ngon lắm. Hai chục ngàn ký à. Nè, đó. Dữ dằn. Dạ. Cái sữa này bơ ngọt lắm bác Năm. Nè, bọc bẩn ra đi. Dạ. Ta mua bảy. Nè, bọc nhỏ. Chế nó bự vậy không đó Năm. Nó không có trái nhỏ. Dạ. Bự ăn cho nó ngon. Nó không giống mấy cái dao. Sao nó băng kỹ dữ à? Dạ. Lá chuối lên cho đừng có bị giặt. Cho đừng có giặt. Trái nào cũng ngon hết trơn á. Sữa đúng sữa sữa trời ơi quá ngon. Trái nào cũng ngon hết trơn. Đây 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 quá. Cắt nữa cắt cho nè. Trái nào chả nữa trái sao chả. Trái nó chín thì ngon. Trái nó chín thì ngon. Cũng ngon hết trơn. Mà nó chín thì không ngon sao rồi cho. Không biết sữa sao chứ hả? Mỏng vỏ. Cái dầu thì chắc chắc chín hàng. Cái gì? Lựa sao? Lựa cái gì? Lựa trái nào chín rồi. Trái nào chín thì mình ăn hả? Này lỗ rồi. Lấy đi, lấy cần diện lỗ. Lỗ rồi đi. Trời ơi, nó nứt ra, trái nó nứt ra. Mỏng này mày. Có mỏng vỏ nè. Trời ơi, đâu có sao đâu. Mà đâu có gì đâu. Nó bị nứt, nó chín, nó nứt. Mỏng hơi dờn vỏ. Nó cũng nhỏ trong bóng vậy. Dạ, nó nhỏ hả? Được. Cái này có biết rửa đủ sữa đâu. Dạ. 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 Còn cái đó đó. Cái này có sữa này không? Không. Cái đó 1 ký mốt 50. Rồi hộp cho bà. 23 ngàn. Có năm chờ con chút. Cứ cái gì? Rồi cảm ơn chị. Biết bà đó đỏ là biết rồi. Cái này 1 ký 8. 30 là 436 ngàn. Rồi trái này đi cho được 2 ký đi. Đâu má rồi như tính 2 ký. 2 ký đi. Lên. Rồi này một ký gửi bác Năm 30 ngàn. Cái này một ký bảy 50. Dạ chẳng 2 ký đi. Mùi này cho bà 250 gram trái này ngon nè Năm. Này chị chắc dư. Dạ. Chị Năm nhiêu? Để vô thử đi. Với chị Năm nhiêu tiền? Cái này dư rồi. Về. Cái này 2 ký 1 50. Nè, 42.000, 43.000. Dạ. 43.000. Dạ, 43. 45. Dạ. 50. Rồi, cảm ơn Năm. Đủ 2 năm. 30 hay cô Châu? Dùm nữa cho đẹp đẹp. Con Thọ lại 20. Mua dùm. Rồi, cảm ơn cô. Ăn cái gì cũng được. Dạ. Cho bà hai. Cho hai cái trái này chắc chừng nửa ký lô. Hơn á. Nè, bóc nè, bỏ vô. Ký 7. Vô bán với sữa. Dạ, cần 2 ký đi. Có cái này nè mà cái đít này ai cũng không chịu. Cho nó ra bóng. Gì? Đó. Ừ, bánh nói làm sao diện đi nè. Rồi. Phải không? 42 ngàn. Có gì mới nói. Ơi, bọc bự nè bà hả? Ủa gì? Khỏi hả? Được không? Ký chừng nào thì đăng đi chứ tiền đâu trả. 42. 42. 45. 50. 100. Đây.
cảm ơn. Hai trái này đừng ký mà mua cho. Hai trái này chắc không được ký á. Không được ký, trái nhỏ nữa đi. À biết con lựa đi cho bả. À. Trái nhỏ nữa đi là ký đó. Rồi, dùm cho bả. Ba trái 1 ký hả? Dạ ba trái 1 ký. Để con đổi cho. Bà hai. Bà hai, bà hai. Trái bự hơn, trái giác giác. Trái bự cho bả đi. Trái nằm trong lòng bà trái nó cũng ngon nữa. Dạ, 1 ký. Rồi, cảm ơn bà Út luôn. Cần tôi hai trái này coi nhiều trái. Hai trái này nửa ký 10.000. Mười nghìn thôi lên 40.000. Ý là lấy một đống tiền lẻ ra luôn đó. Mà thôi còn muốn hết rồi nè. Thôi bà hai tiền mới. Ủa hồi là 10.000 đúng không? Thôi 40.000. Anh Giang hay mà. Anh Giang không được mình bỏ. Cảm ơn bà hai. Trần ơi quá trần ngon. Ngam kêu, vợ anh tính, ngam kêu vợ anh định. Rồi. Được đi. Ta ngồi đây. Được, hai trái 1 ký á. Hai trái 1 ký. Hai trái được. Nè. Cái đó ngon chứ. Hai trái này 1 ký nè. Dăm muốn giờ. Ngon cực kỳ trần. Trái này nó uống. Thì trái nào cũng vậy chứ. Nè trái này là nửa ký nè. Trái này chín chín đó coi. Chín rồi. Chín rồi thì bỏ vô. 800g. 800g. Bỏ vô. Bỏ ta không bỏ ra. Đây. Nè bỏ vô. Rồi ký mốt. Ký mốt luôn. 22.000 nè. 22.000 có tiền thầu nữa. Rồi 1 ký giác luôn á. Mua quà hồi chở gam luôn đó. Bà hai ơi, ngon quá hả? Ngon quá. Làm cái nữa rồi nha. Lợt này nó nghỉ rồi nha. Nghỉ. Cảm ơn bố. Dạ. Đây con mua giùm rồi. Con mua giùm thôi nè. Là tôi không nãy là 3 ký gửi không? 3 ký gửi. Giúp thôi này chắc tưởng là kho 3 ký gửi là 3 ký gửi hả? 3 ký gửi 70.000. Phải không? Đúng rồi. 70.000. 3 ký nó 60. Ờ. 3 ký gửi 70. Nó kêu mua 3 ký mà giờ lựa 3 ký gửi rồi. Lấy trời ơi ngon thì lấy luôn đi có 10.000 à. Cứ mai 20. 22.000. Bà 700 nữa kìa. Giảm kìa. Lát bà bẻ ra mão, không sao đâu. Bảy ơi, cảm ơn bác thứ hai. Đây đưa sách vào bóng. Dạ. Ngon ha bà hai. Bóng hới. Trên này nè. Này hai trái này trái nào cũng ngon hết trơn, nó bóng giòn nè. Trái này nó ngồi cái trái bên đó nó sẽ ngon ha. Bác Khía. Trời ơi bác Khía ơi. Trái bự này nè, nó vàng ngín. Chín cây. Cứ yên tâm đi, chú sữa này là rất là ngon. Rất là ngon, mua 2 ký. Để đâu 1 ký nè. Trái này không ngon, không lấy tiền được. Mấy trái bóng hới này nè. Mà trái nào nó cũng bóng hết trơn á, không trái nào cũng bóng nè. Này y ăn như da mặt chị luôn nè. Đây liệu trái này nè liệu. Này 2 ký hồi bị yếu. Ồ, wow, có 4 trái mà 2 ký. 2 ký bị yếu. Yếu thì để trái nhỏ vô. Yếu chút. Trái nhỏ vô thì nó dư. Dư thì dư, tính tiền dư. Nha. Không có tính được ký. Ngon nè. Rồi, cái này 44.000 luôn. 44.000 ăn đúng cục. 44.000. Ơi 45.000 cho chẳng đi. 44.000. 44.000. Thử có 45.000 cho chẳng khỏi xấu kìa. Ừ, không mấy mình quên thêm trái nữa 50.000 chẳng luôn à, khỏi hồi ngày nào. Thôi thôi. Có gì khó nãy đi được 3 ký luôn. Múc cho 3 ký gữ. Cây chữa bự luôn quá tàn. Quá chèn ngon. Ừ. 44.000 em thôi lại 6.000. Đem lại nhiêu thì lấy hết nhiêu. Bởi vậy không đủ. Chị có 1.000 không chị cho em xin đi. Có thuốc. Quên có thuốc. Lấy hết nhiêu. Trời ơi trời. Bà lựa 4 trái thôi nhà bà bán ngừng. Lấy 2.000 vô. Nhà bán ngừng lựa mấy trái đi. Ba trái cũng không đĩa. Ba trái. Rồi 24.000 ký 2. Rồi, cảm ơn Kim Nam. 24. 24 thôi lại 6. Là 30 đúng không? Thôi là 20 nữa là 50. Rồi, cảm ơn Kim Nam. Quá ngon, quá ngon cả nhà ơi. Đây. Ngon. Mua điện thoại cũ, mua bàn ủi tang, mua bàn ủi điện.
Cô bình thịt cũ, có sức sống gì trơn cái trời. thấy không có miếng sức sống nào hết trơn, dạ 20 ngàn. Sao không mua cái thổ kia, mua cái này. À, cái này ngon. Trời ơi, này ngon hơn kia. Mà nó giá nó cũng vậy à. Thì không, chứ sữa bơ nó ngon hơn. Nè, cô hai thấy không? Mông dần vỏ à. Nhà thôi, nhà con mới mua với nhà chợ nó mua chứ không. Ký hay là chờ bà cá đó. Bà kê trái này là ký mốt 50. Ký mốt 50 là 23 ngàn. Trời ngọt lắm cô hai. Mới lên là ông chồng con ông xử lý trước rồi. Dạ. Ê, bà Năm, vú sữa nè. Bòi bổ. Bả. Bà đốc ông mua kìa. Đây vậy, câu hỏi là 2 ngàn. Chết rồi, hết tiền lẻ nữa rồi tròn. Hồi 2 ngàn. Rồi, ký chưa? Dạ, 22 ngàn ký mốt. Rồi, cảm ơn cô Hải. Nãy giờ không mua vú sữa. Nãy giờ chứ. Tao không thích mua, nào tao mua cậy nha. Không có lẽ hả sao? Tao để mua hết rồi, khỏi mua hết tốn tiền. Đang chăn sữa. Dạ cho con đợi đi. Tao biểu thôi sao kêu mày. Vậy đó thì em tôi cũng vậy đó, đợi mua tao. 22 ngàn. Tao mua hết đi mình khỏi mua. Không ai mua, hai chị em tôi lại. Bởi vậy. Trời ơi. 22. Sao cầm 20. Mẹ còn tiền lẻ nữa không? Nó bắt sợ. Cho đổi 20 ngàn lẻ đi. Bà mơ hàng. Giấy 1 ngàn, 2 ngàn gì đó. Trời ơi, nãy giờ tại tôi không thích mơ. Trời ơi, ta cần giấy 2 ngàn, 1 ngàn. Tao không thích mơ. Giấy 50. Khoan, thôi lại 6, 8 ngàn hả? Ừ. Ồ, chị Liễu đi tiêu rồi. Chị Liễu giấy 1 ngàn, 2 ngàn nhóc hết trơn. Để đây, để đi đổi rồi đợi con xíu. 2 ngàn, hồi 3 ngàn mới đủ. Thấy bạn ơi gom tiền hiện lát nữa rồi câu hỏi là 8 ngàn. Rồi cảm ơn Sáu. Này của ai, của bà ba hả? Có 2 ngàn lẻ không? Cho 2 ngàn lẻ đi. Việc này bà ba làm khó lại rồi. Cái đó bị nấm nám đó mày. Còn giấy 5 ngàn không mà. Thôi giờ bớt bà ba 2 ngàn đi. Cái gì hồi 30 ngàn. Ngoài xấu trong đẹp gì đó. Rồi cảm ơn. Ngoài xấu trong đẹp lấy cái này nè, ngoài xấu để trong đẹp lấy đi. Cái đó quá xấu rồi. Trời ơi, thấy nó xấu gì chứ ở trong nó đẹp thiệt đó nha. Cái đó ngon đó. Nó chỉ có cái chỗ này thôi. Nhỏ mà nó có vỏ. Rồi cái chưa. Cái đúng luôn. Thôi tiền luôn. 1 ngàn nữa. Không, cái này thôi có được. Cái này thôi được. Hai chục, hồi 80. Bị yếu mà điện bờ mà. Con cảm ơn. Điện nhiêu rồi. Rồi, anh ký. Ký đúng luôn. Hai chục ngàn chính này. Thổ với 2 ngàn mình đâu ta. Rồi con cảm ơn luôn. À, cũng này mớ nữa nè. Với sữa bơ ngon lắm. Chở là bộ nghe mẹ chạy nha. Trái nữa. Ba trái là 1 ký á. Chính xác luôn. Xin giấy mụn về lần làm gì ạ? À? Giá mụn hay dạ? Rồi, cảm ơn chúng bà. Trời ơi! Mấy bên nào mới bu. Tính đó, tôi làm con đi cà phê chứ bà. Đi cà phê, mua đi trả sao? Nhớ hết á. Kìa nguyên giỏ sách lại mua luôn kìa. Gác. Thường nào, mua đầy giỏ sách đó mình thôi. Nhiêu ký ạ? 20 ngàn nè. 1 ký thôi. 2 ký đi. 2 ký rồi. 2 người con 2 ký. Đúng rồi.
lựa trái ngon cho Út nè. Cái này là không biết 2 kg mấy trái là tính tiền mấy trái. Đúng rồi. 3 trái đây, 4 trái gì đi. Vậy mà lựa 4 trái bự bự đi cha nội. Trái bự đi, trái bự đi. Chưa được 2 kg quên trái nữa đi 2 kg. 2 kg. Biết chị nãy tao khỏi ra được. Ra có ăn nữa chưa ra. Quả vậy. Có ăn mà tốn tiền luôn anh. Để tiền. Chị sữa ới rồi. Chị sữa ới rồi. Tiền ăn không được. Ê hết rồi. Nhiêu ạ? 40.000. À thiếu đi. Cảm ơn lắm nhiều. Tại đó thiếu đi. Bác có 2 kg nữa kìa. Có bó cho 4 kg. Cậu này có chừng 3 kg nữa vậy. Để lên thử coi. Nó chơi trước sau gì nó vẫn ngon như 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 một à. 2 kg 9. Gì còn ngon không để coi. Ngon sao không ngon trời, người ta trước sau như một mà. Cái ngon không? Ngon thì mới mua hết, không ngon không mua hết. Rồi, để vô bọc đi. Để bọc đi đó thấy sao chưa. Sao còn 18 ngàn nha. Vậy vụ đó nữa trời. Thôi giờ hết đi tặng trái này không ngon không lấy tiền nè. Sao bán 18 ngàn ký được rồi. Rồi ba, đây là 2 kg 9 nè. 2 kg 9 là như ta, 2 kg 9 là 60.000 là 58.000. Rồi lấy 55.000 luôn đó, bớt 3.000 luôn đó. Được chưa? Dạ, bớt 3 đó. Vô nó đổ rồi chơi. Bớt 3.000. Không đi đâu đâu. Bớt 3 ngàn, tặng thêm trái nữa. 55.000, được không? Ông giờ không có tiền rồi, còn lấy này đi. Thầy có thôi, trời ơi không sao, thôi 45.000. Rồi, cảm ơn bà ba nhiều. Mua giùm lại mình bán lại 20.000. Bán lại 20.000 đi. Ừ. Một bọc tiền luôn rồi nè, cả nhà. 4 5 6 7 nãy tiền thoại là gì lấy ra 70.000 nè cả nhà ơi. Nè trả thêm 2 hồi nãy nè, với lại mẹ với bác Năm đó chia đi. Tương xử. Hồi nãy cho mượn tiền lẻ giờ trả lại tiền trắng. 40 kg là 720.000 vốn nè cả nhà. 70.000 tiền thoại là mình lời được 50.000 nha. Cái này là 10.000 với Út 40.000 là chưa trả cho Diền đó. Với lại ông tặng bà 2 trái. Này Diền ăn trái. Ông quay phim ăn trái là hết ký mấy rồi. Lời được cái ăn với lại cũng được mấy chục ngàn nữa. Hôm nay mua 2 cái thùng vú sữa rất là ngon luôn á. Dạ. Thôi mình xin tạm dừng video tại đây nghe cả nhà. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ luôn. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.